là mix nhạc thì rất là khó, bởi vì bài Never Say Never là nhạc phim của Karate Kid, nên là em muốn là nói sao cho thật là giống như cậu bé trong đó. Vì đam mê của con trẻ thì phụ huynh nào cũng sẽ làm cả. Nhất là cái đam mê đấy nó lại lành mạnh và nó mang tính sáng tạo. Con yêu mẹ nhất. Tại Hà Nội, hai cặp đôi duy nhất dự thi thể loại dance pop đều là những thí sinh nhí. Trong đó, cặp đôi Hoàng Mai Cô và bé Thanh Trúc mới thực sự là tài không đợi tuổi. Nam bao nhiêu, bạn nữ bao nhiêu? Nữ là 7 tuổi và nam là 8 tuổi hả? Tụi con diễn tuyệt vời. Một cái khác là tụi con diễn quá hay. Nhưng mà cái lứa tuổi nhỏ nhất mà có thể tham gia dự thi là lứa tuổi là 10 tuổi trở lên. Nhưng mà sự xuất hiện của các con tại Đương Nhạc Exciting Plus 2011 đã rất thuyết phục, đã rất xuất sắc. Cô Hoàng muốn nhiều bạn nhỏ nữa nhìn thấy các con thể hiện như vậy. Rất tiếc cho hai tài năng không đợi tuổi. Hẹn gặp lại các bé trong bước nhảy Exciting những năm sau nha. Những người bạn hồn nhiên này đã phải trải qua một sự lựa chọn hết sức khó khăn. Trong 4 người thì có 2 bạn nhảy kém hơn nhỉ? Thì bọn em nhảy tốt hơn thì ban giám khảo lấy cơ hội. Nhưng để có được cơ hội đó thì họ phải gạch tên 2 người bạn của mình ra khỏi nhóm. Em thấy như thế là rất là công minh ạ. Nếu như mà để cả 4 bọn em vào thì thực sự là hai bọn em cũng nhận được ra là bọn em tập không được tốt trong nhóm. Nên chính vì thế em thấy ban giám khảo làm như thế là rất đúng ạ. Liệu đây có phải là một quyết định đúng đắn? DMV dù là có một số những cái lỗi rất là cơ bản, nhỏ, thế nhưng mà bài biểu diễn của bọn em nhìn chung vẫn rất là nhiều năng lượng và có sức thu hút cao. Và nhóm được đi tiếp sẽ là You Baby. Thành công nhiều khi cần đến những quyết định kịp thời, và New Baby đã không sai lầm.